Ngày 14 tháng 5, thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Quang Quyền, 24 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, tháng 2 năm 2023, Quyền nhiều lần cho một người phụ nữ ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành vay 55 triệu đồng, lãi suất 3% trên tháng. Trả lãi được vài tháng, người phụ nữ không còn khả năng chi trả. Quyền nhắn tin đe dọa, đăng ảnh người phụ nữ lên mạng xã hội và đến nhà ném sơn để gây áp lực buộc phải trả tiền. Ngay sau khi đăng ảnh, người phụ nữ liên lạc và thỏa thuận với Quyền đến ngày 7 tháng 2 năm 2024 sẽ trả cả gốc lẫn lãi là 166 triệu đồng. Tuy nhiên đến ngày trả tiền, người phụ nữ chỉ chuyển khoản cho Quyền 5 triệu đồng và tiếp tục hẹn đến ngày 8 tháng 3 trả hết số tiền còn lại. Do chưa nhận được tiền, Quyền tiếp tục đăng ảnh người phụ nữ lên mạng nhằm tạo áp lực tinh thần để đòi nợ. Đến ngày 13 tháng 3, người phụ nữ đã đến cơ quan công an trình báo toàn bộ vụ việc. Qua xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành đã bắt giữ Quyền. Bước đầu, Quyền đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.